Nhân vật nào khiến sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido phải thừa nhận sức mạnh? Hello everyone, chào mừng anh em quay trở lại với hồ sơ One Piece. Kaido rất mạnh, dù vậy vẫn có một số nhân vật được Kaido thừa nhận rằng có thể chống lại ông ta. Trong One Piece Chap 1001 đã có 5 nhân vật mà Kaido thừa nhận có thể chiến đấu với hắn ta. Kaido còn tưởng tượng ra hình bóng của năm nhân vật này khi nhìn thấy Luffy, người vừa cố gắng làm gã tứ hoàng này bị thương. Sau đó, trong chương 1037, Kaido thừa nhận rằng Luffy đủ mạnh để có thể chiến đấu với mình. Hôm nay, chúng ta cùng điểm qua những đối thủ được Kaido thừa nhận sức mạnh nhé. Số 1, Kozuki Oden. Kozuki Oden là người duy nhất để lại vết sẹo vĩnh viễn trên cơ thể Kaido. Trên thực tế, Oden đã thực sự suýt giết Kaido. Lúc đó, Kaido đã gục xuống và chỉ cần một đòn nữa là có thể khiến hắn bị chặt cổ. Tuy nhiên, Kurozumi Higurashi đã khiến Oden mất tập trung và bị Kaido tấn công ngược. Số 2. Rox đi Xebec. Xebec là thuyền trưởng của băng hải tặc Rox huyền thoại và được gọi là đối thủ đầu tiên cũng như mạnh nhất của Gondi Roger. Bản thân Xebec cũng cầm đầu một nhóm gồm những cá nhân nguy hiểm như Big Mom, Shiki, Whitebeard và cả Kaido trẻ tuổi. Tuy nhiên, nếu thực sự Kaido đã chiến đấu với Xebec thì trận đấu sẽ xảy ra trước khi sức mạnh của Kaido đạt đến mức hiện tại Cần nhớ rằng, Kaido chỉ nhận được trái ác quỷ Uo Uo no Mi trong sự kiện God Valley từ Big Mom. Bên cạnh đó, địa vị của Kaido trong nhóm Rocks cũng chỉ là một người học việc hay còn gọi là tập sự vì lúc đó anh ta còn trẻ. Số 3. Gondi Roger Gondi Roger là một nhân vật trong quá khứ đã đối mặt với Rocks, với Gaff, là đối thủ của Rock đi Sebek. Không có gì lạ khi Roger đã đối phó với những người của Sebek như Kaido. Bản thân Roger là một trong những nhân vật mạnh nhất từng sống. Kozuki Oden, người có thể chém Kaido, cũng từng bị thổi bay bởi nhát chém của người đàn ông này. Số 4. Edward Newgate, dâu trắng Dâu trắng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới, còn Kaido là sinh vật mạnh nhất thế giới. Ngay từ đầu, các fan đã cảm thấy dâu trắng là hải tặc có nhiều khả năng đối với Kaido nhất trong một trận chiến một chọi một. Tiền thưởng của dâu trắng vẫn cao hơn Kaido, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi dâu trắng là một nhân vật được công nhận là có thể chiến đấu với Kaido, Họ cũng nên có một chút thời gian để giao đấu khi cùng tham gia băng hải tặc Ross. Cũng cần nhớ rằng, khi dâu trắng đến Marineford, Kaido đã cố gắng tấn công ông ta. Như thể Kaido sắp quyết đấu dâu trắng trong trận quyết đấu cuối cùng. Số 5. Sainz Sainz cũng xuất hiện trong hình bóng của 5 nhân vật One Piece được công nhận là có thể chiến đấu với Kaido. Trong quá khứ, Shanks đã chặn được Kaido, kẻ đang cố tấn công dâu trắng khi hạm đội của dâu trắng chuẩn bị đến Marineford. Chưa rõ kết quả thế nào, nhưng sau đó Shanks có thể đến Marineford mà không gặp vấn đề gì trong khi Kaido không thể tấn công dâu trắng. Số 6. Monkey D. Luffy Trong One Piece Chap 1037, khi Kaido sai, Luffy đã nói với Kaido rằng đừng lấy đó làm cái cớ nếu bị đánh bại Kaido sau đó nói rằng đó là một dấu hiệu cho thấy hắn ta thừa nhận sức mạnh của Luffy. Kaido thậm chí còn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không chiến đấu với một người có thể chiến đấu ngang ngửa với mình. Vì vậy, có vẻ như Kaido đã công nhận Luffy là người có thể chiến đấu với hắn ta. Trên đây là những nhân vật khiến Kaido phải thừa nhận sức mạnh. Anh em hãy để lại cảm nhận của mình về clip này nhé. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để mọi người cùng biết nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!